Cách Thái, xin tỉnh an Hoàng Thái Hậu. Miễn lễ. Tạ ơn Hoàng Thái Hậu. Đứng dậy đi. Con tới đây gấp như vậy, có việc gì hay sao? Hồi Hoàng Thái Hậu, nghe nói Thái tử phi nương nương đã gặp phải tai nạn, không có thể giữ được đứa nhỏ trong bụng. Liễu Hàm Hương với Mạnh Xuân Trúc ở trong thi y khố, xém chút nữa đã phải bị rơi đầu. Thì ra là vì sự việc này. Hàm Hương chú lấy sự phiền phức, Ai Gia cũng rất là lo lắng. Hoàng Thái Hậu, nếu còn có thể chứng minh người hại Thái tử phi bị ngã lần trước không phải là Liễu Hàm Hương, vậy thì cả sự việc này sẽ không liên quan tới Liễu Hàm Hương. Nếu là như vậy, Hàm Hương có thể vô tội được thả, cũng không cần phải gả cho Thái tử Điện Hạ. Con thì có thể xác định sự việc này không liên quan tới Hàm Hương. Phải. Nàng điên à? Nếu thần thiếp thực sự điên cũng là do người ép thôi. Nói đi, rốt cuộc có ý gì? Tại sao có gì ả tú nữ tiện nhân đó mà luôn chống đối với thiếp? Nàng đã là Thái tử phi, không thể khoan dung một chút à? Sao cứ phải đưa Liễu Hàm Hương vào chỗ chết? Chính vì thái độ này của ngài, ngài càng bao che cho ả, thiếp càng thấy ả chướng mắt. Nàng, nàng gây sự thiệt vô lý. Thái tử điện hạ, Dương công công đã tới. Tham kiến Thái tử điện hạ. Dương công công, có chuyện gì? Bẩm Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương, Hoàng Thái hậu có lệnh quyết định thẩm vấn lại vụ án của Liễu Hàm Hương. Hoàng Thái hậu muốn Thái tử điện hạ và Thái tử phi cùng nhau tới đại điện Ninh Thọ cung. Hoàng Thái hậu, sao tự nhiên người lại gọi mọi người tới đây vậy? Đừng vội. Cách Thái, chuyện tiếp theo sẽ giao cho con. Dạ Hoàng Thái hậu. Dám hỏi Thái tử phi nương nương, có nhận ra chiếc giày này hay không? Đương nhiên nhận ra. Chiếc giày lần trước hại bổn cung ngã chính là chiếc giày này. Cho dù nó tan thành tro bụi, bổn cung cũng nhận ra. Hàm Hương, bây giờ cô hãy mang chiếc giày này vô. Được, bây giờ hãy đứng lên, đi vài bước. Dây này quả thật là không dừa chân, rõ ràng so với chân cô Liễu Hàm Hương lớn hơn nhiều. Đúng vậy thưa hoàng thượng, chiếc này quả thật không phải là giày của Liễu Hàm Hương. Nhưng khi đó Thái tử phi nương nương kiên quyết lấy giày hỏi tội, đồng thời nhận định Hàm Hương là người đã lấy chiếc giày. Nhưng bây giờ sự thật đã chứng minh chiếc giày này không phải là giày của Hàm Hương. Theo suy luận của người trước đây, người bị mất một chiếc giày chính là hung thủ, có phải không? Phải, nhưng mà... Vậy dựa theo suy đoán của Thái tử phi nương nương, Hàm Hương cô ấy không phải là chủ nhân của chiếc giày này, dĩ nhiên cũng không thể là cổ đã hại người. Lý nào là vậy? Lúc đó rõ ràng Liễu Hàm Hương đã chính miệng thừa nhận là giày của ả. Hôm nay bối lạc già, cần gì phải giúp tội nhân này chối cãi? Xin Thái tử phi hãy nghĩ lại, đâu có người nào mang chiếc giày không dựa chân mình đi lại trong cung chứ? Vừa không thuận tiện, vừa không hợp lý. Cách Thái, vậy con nghĩ thế nào? Hoàng Thái hậu, Cách Thái cho rằng một khả năng duy nhất chính là Hàm Hương đã gánh tội thay người khác mới chịu thừa nhận giày này là của cũ. Hàm Hương, cô hãy nói thật, chủ nhân chiếc giày này là ai? Và lúc đó cô đã gánh tội cho ai? Nô tỳ không nói được. Hàm Hương, sự việc này không phải là chuyện nhỏ, cô hãy nói thật sao? Nếu không người chịu khổ chính là cô. Bối lạc gia, đừng ép nô tỳ nữa. Hàm Hương. Hoàng thượng, nô tỳ nói chiếc giày là do nô tỳ đã ném. Chính là nô tỳ đã ném. Người hại Thái tử phi bị ngã cũng là nô tỳ. Nếu như người muốn phạt thì phạt nô tỳ, đừng liên lụy tới người khác nữa. Bối lạc gia, người nghe thấy chưa? Liễu Hàm Hương đã đích thân thừa nhận,
còn có gì để bàn cãi? Hàm Hương, cô đừng có nên quá cố chấp. Vậy đó do nô tỳ làm mất. Hàm Hương vì muốn gánh tội cho nô tỳ, cho nên mới thừa nhận là dài của cổ. Thiệt là hay. Thì ra người liện dài hại thái tử phi bị té là ngươi à? Không, không phải. Vậy tuy là của nô tỳ, nhưng thật sự không phải nô tỳ đã ném. Nô tỳ cũng không biết rốt cuộc là ai đã làm chuyện này. Không đúng. Nếu như Liễu Hàm Hương lúc đó muốn gánh tội cho Mạnh Xuân Trúc, nên thừa nhận giày là của ả. Nhưng tại sao sau đó ả lại thừa nhận với đồng ti khố chuyện này là do ả làm? Tôi thấy Liễu Hàm Hương rõ ràng là hung thủ, ở đâu ra có nhiều cớ như vậy? Cũng phải. Liễu Hàm Hương, nếu đã không phải là người làm, sao ngươi lại phải thừa nhận với đồng ti khố tất cả là do ngươi làm hả? Hàm Hương, cô hãy mau nói ra sự thật cho rõ ràng sự việc, đừng có tiếp tục gánh tội nữa. Hàm Hương, nếu cô không tiện nói, để tôi nói giúp cô. Sở dĩ nô tỳ nói với đồng ti khố giày này là do nô tỳ đã ném, là bởi vì... Đa tạ Trần công công, nếu có tin gì khác là phiền công công thông báo với ta. Dạ biết. Tôi không ngờ Hàm Hương vì không muốn để tôi bị phạt, tôi mới ra mặt thừa nhận cô đã ném chiếc giày. Từ bao nhiêu lâu nay là tôi trách lầm cổ. Nếu như hôm nay Hàm Hương không nói ra tất cả mọi việc, em là tôi vẫn sẽ tiếp tục hiểu lầm cổ. Nếu như Hàm Hương không phải là hung thủ, vậy rốt cuộc là ai đang ném chiếc giày đó? Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại làm rớt tách? Một gì, bình tĩnh lại đi. Trong những lúc như vậy tuyệt đối đừng có cuốn cuồng lên, biết chưa? Thành thật xin lỗi đồng ti khố, hôm nay vừa sáng sớm một gì đã nói với tôi trong người không khỏe. Hay là tôi đưa cổ về phòng nghỉ ngơi trước nha. Đi thôi. Làm sao đây, làm sao? Họ bắt đầu truy hỏi về sự việc lần trước. Nếu như để họ biết chắc vậy là do tôi ném, chẳng phải tôi bị xử trảm hay sao? Muội Nhi, bình tĩnh lại. Trước đây chẳng phải chúng ta đã nói, dù gì đã có Liễu Hàm Hương gánh tội cho cô, chỉ cần cô không nói tôi không nói, sẽ không có ai biết đâu. Thiệt vậy sao? Yên tâm đi. Muội Nhi, cô lại dám lừa gạt chúng tôi. Đó chỉ là lời một phía của người. Người nào có thể chứng minh Liễu Hàm Hương người thật sự tốt bụng giống như người đã nói, từ đầu tới cuối đều là gánh tội thay cho người khác. Ta cho người biết, ta không tin, trừ phi có người có thể chứng minh người nói thật. Nếu không, ta nhất định bắt người phải đền mạng cho đứa con tội nghiệp của ta. Nè, việc này không phải đã đồng ý để cho ta cưới Liễu Hàm Hương để cổ sinh con cho chúng ta sao? Ai đồng ý với ngài chứ? Ngài đừng có mơ. Hoàng Thái Hậu, Hoàng Quý Phi, mọi người đều là người làm mẹ, chắc chắn sẽ hiểu tâm trạng của người mang thai 9 tháng 10 ngày chờ đến ngày lâm bồn, không phải sao? Bất kỳ người mẹ nào đều không thể chịu được nỗi khổ bị người ta cướp mất con. Nỗi đau đó thật là sống không bằng chết. Giống như tâm trạng của thần thiếp bây giờ, thần thiếp thật rất oan uổng, rất hận. Hoàng Thái Hậu, Hoàng Quý Phi, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp. Nhưng mà hồi nãy Hàm Hương cũng đã có nói cổ chỉ gánh tội cho người khác, sao chúng ta có thể để Hàm Hương vô tội mà phải đền mạng chứ? Nhưng mà vẫn không có chứng cứ. Theo thần thiếp thấy, những lời lúc nãy của Liễu Hàm Hương đều là lời bịa đặt để hòng thoát tội, thật không thể tin được. Hoàng thượng, người cảm thấy sự việc này phải làm sao đây? Hoàng thượng, xin người hãy minh xét chuyện này, tuyệt đối không thể làm sát người vô tội. Khải bẩm hoàng thượng, đồng ti khố cầu kiến. Cổ nói đã tìm được hung thủ thật sự liện dài thái tử phi nương nương. Đồng ti khố, hoàng thượng có lệnh truyền mọi người lập tức vào cung. Dạ. Chúng ta đi.
Đi mau. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Đồng thị khổ, trẫm hỏi khanh, khanh đã tìm được hung thủ rồi sao? Dạ phải. Người này rốt cuộc là ai? Hoàng thượng, hung thủ là tú nữ của Tỳ Khố Chúng Thần, Lâm Mộ Nhi. Tú nữ to gan, người đáng chịu tội gì? Hoàng thượng, hoàng thượng xin tha mạng. Nô tỳ không phải cố ý. Nô tỳ vốn định lấy chiếc giày ném vào liễu hầm hương, nhưng mà không ngờ lại ném trúng thái tử phi nương nương. Hoàng thượng tha mạng, thái tử phi nương nương tha mạng. Mộ Nhi, vậy có nghĩa là ngươi đã thừa nhận chính là ngươi đã hại thái tử phi sảy thai? Hoàng thượng tha mạng, thái tử phi nương nương tha mạng. Hoàng thượng, bây giờ chân tướng sự việc đã rõ, cuối cùng chứng minh được Hàm Hương không liên quan tới chuyện này, nên trả lại trong sạch cho cổ. Liễu Hàm Hương, nếu ngươi đã vô tội thì đừng quỳ nữa, đứng dậy đi. Hàm Hương, còn không mau tạ ơn hoàng thượng. Tạ ơn hoàng thượng khai ân. Hoàng thượng, Lâm Mộ Nhi và Mạnh Xuân Trúc, hai người bọn họ mặc dù có lỗi, nhưng hai người bọn họ không phải cố tình gây họa. Xin hoàng thượng giảm nhẹ hình phạt. Dù gì sự việc này từ đầu tới cuối đều là ngoài ý muốn. Nhi thần không có ý kiến, nhưng chỉ sợ làm thái tử phi uất ức. Được rồi, nếu thái tử phi cũng không ý kiến, trẫm sẽ tuyên phán tại đây. Liễu Hàm Hương vô tội được thả ra. Còn về Lâm Bộ Nhi và Mạnh Xuân Trúc, vì nhất thời bất cẩn mà khiến cho thái tử phi sảy thai, trẫm cũng niềm tình các ngươi vô tội gây họa. Trẫm quyết định sẽ tha cho một mạng. Nhưng mà tội chết dễ tha, tội sống khó tha. Hai người phải bị nhốt trong đại lao suốt đời. Người đâu? Dạ. Lập tức giải bọn họ về đại lao cho trẫm. Hai người còn không mau tạ ơn. Tạ ơn hoàng thượng khai ơn. Người đâu? Có. Giải hai người họ về đại lao. Dạ. Tốt quá, cuối cùng Hàm Hương cũng được giải quan. Nương nương, hồi nãy nô tỳ bên ngoài thấy người ở đại điện không có lên tiếng gì hết. Không lẽ người dự định tha cho Liễu Hàm Hương? Tự nhiên xuất hiện Lâm Mộ Nhi đứng ra gánh hết mọi tội, bổn cung làm sao chỉ mũi giáo qua Liễu Hàm Hương. Nhưng mà vậy cũng tốt, nếu đã có người gánh tội, thái tử không thể quang minh chính đại đòi cưới Liễu Hàm Hương nữa. Cũng là nguyên nhân tại sao bổn cung im lặng không lên tiếng. Thì ra là vậy. Nương nương, sau này chúng ta có đối phó với Liễu Hàm Hương nữa không? Sao lại không? Liễu Hàm Hương ngày nào chưa trừ, ngày đó thái tử chưa an phận, bổn cung phải lấy mạng Liễu Hàm Hương. Tham kiến bối lạc gia. Miễn lễ. Tạ ơn bối lạc gia. Hàm Hương, cuối cùng cô cũng bình an trở về. Các tỉ muội lo lắng chết đi được. Dạ phải đó, phải đó. Chị bình an vô sự, chúng tôi rất mừng cho chị. Cảm ơn mọi người. Lần này may mà có cách thái bối lạc với đồng ti khối giúp đỡ, tôi mới có thể thoát khỏi tội. Chỉ tiếc là Xuân Trúc và Mộ Nhi không quay lại được. Thiệt không thể ngờ tai nạn lần này khiến tỷ khố của chúng ta mất đi hai tú nữ tài giỏi. Hàm Hương, đồng tỷ khố, hai người cũng được quá đau buồn. Xuân Trúc với Mộ Nhi, họ đã giữ được một tánh mạng, đây cũng là một may mắn lớn. Ừ, phải. Cách thái bối lạc nó rất đúng. Bọn họ có thể giữ lại được tính mạng, đây đã là ân huệ lớn nhất của ông trời. Hàm Hương, trước đây là lỗi của tôi, thì ra mọi thứ đều là tôi trách lầm cô. Cho đến hôm nay tôi mới biết mình ngu ngốc cỡ nào. Hàm Hương, mong cô đừng chấp nhận chuyện này nha. T
tỷ đừng có nói như vậy. Mọi người đều là tỷ muội tốt, những chuyện đã qua thì đừng để trong lòng nữa. Hàm Hương nói rất đúng, tất cả mọi người trong tỷ khố chúng ta đều là tỷ muội tốt, không có gì để chấp nhất. Bây giờ chúng ta cũng đã thiếu đi hai tỷ muội Xuân Trúc và Mộ Nhi, sau này mọi người còn phải đoàn kết hơn nữa, đừng vì một chút chuyện nhỏ mà cãi giả, hiểu rõ chưa? Dạ hiểu rõ. Phải, mọi người hãy lấy lại tinh thần, đừng có gục đầu nản lòng nữa. Đúng, Bối Lạc Gia nói rất đúng. Lần này Hàm Hương có thể bình an trở về, thiệt rất đáng vui mừng. Tại sao vậy? Sao tất cả lợi ích được một mình Liễu Hàm Hương lấy hết? Tại sao vậy? Trước tiên là Liễu Hàm Hương được làm tú khôi, sau đó tới Hoàng Thái Hậu tặng trăm cho ả, bây giờ ngay cả trái tim Bố Lạc Gia cũng thiên về ả rồi. Tại sao vậy? Tại sao ả có thể không tốn chút công sức nào lại có thể có tất cả? Vậy cố gắng của ta là cái gì chứ? Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Ta xin thề, sẽ có một ngày lãnh trước nhà ta sẽ lấy hết mọi thứ của Liễu Hàm Hương, không đạt mục đích thề không bỏ cuộc. Xuân Trúc, chỉ có người khờ khạo như chị mới đem kẹo hồ lô bỏ vào trong mền thôi. Chúng ta sẽ bị nhốt nơi cái quỷ quái này sao? Ở đây vừa dơ vừa thối, đâu phải là chỗ để cho con người ở. Nhớ lúc đầu chúng ta hùng hồn bước vào trong cung này, bây giờ lại đa nông nổi này đây. Từ nhỏ tôi đã bị người ta coi thường, nếu để cha mẹ tôi biết tôi bị giam trong đại lao, vậy thì ở trước mặt láng giềng làm sao họ ngẩng đầu lên? Cha, mẹ, nữ nhi có lỗi với cha mẹ. Nương nương, nương nương, người đang suy nghĩ cái gì? Mặc dù Châu Nhi không thông minh bằng người, nhưng mà nếu người có điều gì phiền não, hãy nói ra hết đi. Châu Nhi cho dù phải nghĩ nát cả óc cũng sẽ phân ưu với người. Cũng chỉ là ả tiện nhân Liễu Hàm Hương đó thôi, lần này để nó thoát nạn, bốn cung thật sự không cam tâm. Dạ phải, nương nương, người đừng có trách cho Nhi không lo xa. Nếu thật sự để Liễu Hàm Hương mang cốt nhục của Thái tử Điện Hạ, vậy thì địa vị Thái tử Phi của nương nương. Đúng vậy, lo nghĩ rất đúng. Bốn cung quyết không dễ dãi cho Liễu Hàm Hương đó đâu. Nhưng giờ trái tim của Thái tử đều đặt hết vào con hồ ly tinh đó, bổn cung phải mau nghĩ cách làm Thái tử phân tâm. Nương nương, hay là tìm vài cô gái có gia thế trong sạch để họ đi dụ dỗ Thái tử Điện Hạ, vậy cũng như khiến Thái tử Điện Hạ bớt để ý tới Liễu Hàm Hương. Vậy thì không được. Nếu mấy cô gái đó có giả tâm gì khác, chẳng phải dẫn sói vào nhà? Nhưng nếu là người đó
có thể một lòng trung thành với bổn cung, đó cũng là một cách hay. Người một lòng trung thành. Hế, Châu Nhi, bổn cung phát hiện ngươi cũng rất xinh đẹp. Hay là sự việc này giao cho ngươi làm cho bổn cung? À, nương nương, Châu Nhi không dám. Đừng sợ. Nè, ngươi đi theo bổn cung đã bao nhiêu năm, bổn cung tuyệt đối tin tưởng. Đừng sợ. Hả? Châu Nhi tham kiến Thác Hợp Tề đại nhân. Miễn lễ. Thái tử phi nương nương muốn mời Thác Hợp Tề đại nhân tới người Hoa Viên gặp mặt. Ý của Thái tử phi nương nương là muốn nô tài vào tối hôm nay đưa Thái tử điện hạ đi đến một quán trọ và chuốc say Thái tử. Đúng vậy. Chỉ cần ngươi giúp bổn cung hoàn thành nhiệm vụ, bổn cung nhất định sẽ đền công cho ngươi. Tha lỗi nô tài ngu muội, không biết Thái tử phi nương nương muốn nô tài làm chuyện này có dụng ý gì? Dụng ý gì ngươi không cần hỏi nhiều. Tóm lại, giúp ta làm Thái tử sai là được. Nhưng mà nếu không có chuyện gì lớn, Thái tử điện hạ chưa chắc cùng nô tài xuất cung. Chẳng phải ngươi thường ngày hay góp ý cho Thái tử điện hạ? Nhưng sao lần này bổn cung dặn ngươi làm một chuyện thì trở nên khờ khạo? Bây giờ Thái tử chẳng phải một lòng một dạ với Liễu Hàm Hương sao? Đem nó làm cớ là được rồi. Vậy còn nữa, cũng đừng quay lại đi nói với Thái tử chuyện bổn cung dặn ngươi làm. Nếu dám to gan tiết lộ, bổn cung quyết không tha cho ngươi. Thác Hợp Tề, ngươi có chắc tối nay Liễu Hàm Hương sẽ đến quán trọ này? Phải. Nhưng cổ tới quán trọ này để mua cái gì đây? Ờ, Thái tử điện hạ, ngươi có điều không biết, thịt ngỗng quay của quán trọ này mùi vị rất ngon. Tỳ khố mỗi tháng đều sai người tới đây để mua, tháng này sẽ đến lượt Hàm Hương cô nương ra đây để mua. Vậy ta phải thử qua mới được. Rất ngon. Ý, đã tới giờ mà ổng, sao vẫn chưa thấy bóng dáng của Hàm Hương? Chắc là do vừa làm xong việc ở Ti Y Khố, hay là Thái tử điện hạ vừa ngồi uống rượu vừa đợi cổ đến đây. Nè, ngươi uống với ta. Nè, Thái tử điện hạ. Vào đi. Nương nương, Thái tử điện hạ đã tới, bây giờ đang ở bên ngoài uống rượu với Thác Hợp Tề đại nhân. Tốt. Xem như Thác Hợp Tề biết điều. Vậy chúng ta cứ làm theo kế hoạch. Nè, mau ngồi xuống, để bổn cung trang điểm cho người thật đẹp. Mau. Nhưng nương nương, thân phận của người cao quý, sao có thể để người trang điểm cho nô tỳ? Đã lúc nào rồi còn nói lời này. Mau ngồi xuống đi. Thác Hợp Tề, đã qua một canh giờ, Liễu Hàm Hương sao chưa tới? Việc ở Ti Y Khố có nhiều tới vậy không? Thái tử điện hạ, người đừng nóng lòng. Nè, để nô tài kính người một bôi, chúc Thái tử điện hạ tối nay thuận lợi ôm được mỹ nhân. Ê, hay, ta thích câu này của ngươi nè. Mình cạn. Chúc cho bổn thái tử tối nay có được Liễu Hàm Hương tới tay. Uống. Nè, rót rượu. Nương nương. Châu Phi, sao rồi? Có hài lòng cách bổn cung trưng diện cho ngươi? Đa tạ nương nương khiến cho Châu Nhi xinh đẹp như vậy. Hay, cảm ơn cái gì chứ? Ngươi chỉ giúp bổn cung chuyện này, ta nên cảm ơn ngươi mới phải. Châu Nhi xin nghe lời dặn của nương nương. Thái tử điện hạ, từ từ. Hàm Hương đâu rồi? Cậu ở đâu vậy? Hả? Nè, Thái tử điện hạ, mau. Nè, ngồi. Ơi Hàm Hương, người đừng nghĩ một lát. Hàm Hương,
Hàm Hương. Thái tử điện hạ, Thác Hợp Tề có lỗi với người. Hàm Hương. Vào đi. Tham kiến thái tử phi nương nương. Thái tử điện hạ đang ngủ say ở bên phòng bên cạnh. Tốt lắm. Thác Hợp Tề, sau khi xong việc, bổn cung sẽ không bạc đãi người. Đó là do thái tử phi nương nương sắp xếp ổn thỏa, nô tài không dám lãnh công. Ngươi lui ra trước. Dạ. Châu Nhi, tiếp theo nên làm những gì ngươi đã rõ rồi? Châu Nhi đã rõ. Hàm Hương. Thái tử điện hạ, Châu Nhi đành mạo phạm. Thái tử điện hạ, đối với ta ơn nặng như núi, ta không thể phụ người. Nhưng mà thái tử phi nương nương, ta phải làm như thế nào mới được? Xem ra chỉ đành theo hạ sách này. Thì không biết Châu Nhi này có lanh lợi không nữa. Cái cô nương tên Châu Nhi đó thật sự cũng quá to gan mà. Phải, tôi đã làm công việc quét dọn ở đây bao nhiêu năm, vẫn chưa thấy cô nương nào kêu tôi mua cho cổ thuốc trợ thai. Nhưng nếu là tôi cũng sẽ làm vậy. Rốt cuộc chuyện này là làm sao? Cô nương đó vốn là một cung nữ, tối nay sẽ phải hầu hạ thái tử điện hạ. Nếu có thể mang lòng thai, có lẽ sẽ lên làm thái tử phi cũng không chừng. Nghe bà nói vậy à, giúp cho Châu Nhi mà cũng sắp được ước lên mây rồi còn gì. Ây da, tôi không nói chuyện nữa, đi đi, còn nhiều việc chưa làm xong kìa. Đi. Ra đây cho ta. Nương nương. Nương nương. Người dám phản bội ta, người chán sống rồi phải không? Nương nương, Châu Nhi một lòng trung thành với nương nương, xin nương nương hãy tin Châu Nhi. Đủ rồi, ta không cần người giúp nữa. Chuyện ngày hôm nay không được đồn đại ra ngoài. Lui ra đi. Dạ. Thác Hợp Tề lại là do ngươi làm. Dận Nhiên, wow, thức ăn hôm nay đều do món A Mã thích ăn hết. A Mã, ăn nhiều một chút. A Mã, đây là món mà người thích nhất, đậu hũ chiên giòn. Nè, rất giòn. A Mã, thế nào? Sao nhìn như có vẻ không có muốn ăn? Có phải trong người không được khỏe? Ta không sao, mau, chúng ta ăn. A Mã, Xuân Trúc và Mộ Nhi họ ở trong đại lao chắc chắn là rất khó chịu, thì là tội cho họ quá. Nếu Xuân Trúc nhìn thấy cô chuẩn bị bánh bao này cho họ, chắc chắn sẽ rất mừng. Vậy chúng ta đi mau đi, tôi cũng đã chờ hết nổi rồi, rất muốn gặp được họ. Nè Hàm Hương. Cách thái bối lạc. Tham kiến bối lạc gia. Miễn lễ. Sao vừa mới tảng sáng người đã vào cung rồi?
A Mã của ta không biết bệnh gì, vừa mới thức dậy không ngừng nôn mửa, cho nên ta phải bao đi tìm ngựa y. Xin lỗi, không thể nói chuyện với hai người. Ấy, nôn ói không ngừng, sao lại như vậy chứ? Ê, chúng ta đừng lo mấy việc này. Cô nói rất nóng lòng muốn gặp Xuân Trúc và Mộ Nhi. Chúng ta đi. Ừ, chúng ta đi. Ừ. Sáng sớm mà được có một chút thức ăn, làm sao ăn no được chứ? Bây giờ cô đừng có nói nữa, càng nói càng đói. Để dành sức có được hay không? Để dành sức để làm gì? Hai người chúng ta chỉ có thể trong đại lao cả ngày trời, không làm được chuyện gì hết. Hình như tôi hửi thấy mùi bánh bao. Có phải quá đói cho nên điên được không? Mau lên. Xuân Trúc, Mộ Nhi, đồng tiên khố. Xuân Trúc, Mộ Nhi, hai chúng tôi tới thăm hai người. Thế nào, hai người vẫn khỏe chứ? Làm sao chúng tôi khỏe được? Ở đây vừa dơ vừa thối, buổi tối còn có con chuột bò tới bò lui, tôi thì không dám đi ngủ. Xuân Trúc, con chị. Tôi hả? Ngày nào cũng ăn không no, cả ngày mất sức, hai mắt lờ mờ. Hàm Hương, nếu tôi còn không ăn no thì đứng cũng không nổi. Lúc nãy tôi vừa hửi thấy mùi bánh bao, thì ra là hai người đến. Hai người mang bánh bao tới phải không? Mau đưa bánh bao cho tôi. Nè, tôi biết hai người sẽ không được ăn no, cho nên mang ít bánh bao tới đây. Nè, ăn đi, mau lên. Nè, Xuân Trúc, chị ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn. Ở đây còn nữa nè. Sao vậy, Mộ Nhi? Sao cô lại không ăn? Đồng tiền khố, bị nhốt trong mấy chỗ này làm sao có thể nuốt trôi chứ? Tôi thì ngưỡng mộ Xuân Trúc, chỉ nghĩ tới ăn thôi. Nếu tôi còn không rời khỏi cái nơi quỷ quái này, sớm muộn cũng phát điên lên thôi. Mộ Nhi nói rất đúng, nghĩ tới sau này lúc nào cũng ăn không no, tôi đã phát điên lên rồi. Hàm Hương, khổ cỡ nào tôi cũng chịu đựng nổi, nhưng mà không thể bị đói được. Sau này cũng phải thường tới thăm chúng tôi, mang thêm một vài món ăn ngon, nếu không tôi sợ chịu không nổi. Xuân Trúc, Mộ Nhi, hai người nếu đã phạm tội thì phải bị trừng phạt, đây là điều hai cô nên gánh chịu. Hai cô phải sớm ngày đối diện hiện thực, họa do mình gây ra không thể trách được ai. Tôi với Hàm Hương chỉ có thể tìm cơ hội tới đây thăm hai người. Chúng tôi không thể cứ cách vài ngày lại đi vào đại lao, vậy sẽ bị người ta nói này nọ. Điều là lỗi của tôi. Lúc đó nếu như tôi không ném chiếc giày thì bây giờ đã không bị như vậy. Mộ Nhi, đừng có đau buồn quá. Tôi hứa với cô, chứ cần có cơ hội tôi sẽ thỉnh cầu với Hoàng thượng ân xá cho hai người rời khỏi đại lao. Hả? Nhưng mà bây giờ hai người đành phải chịu khổ một chút. Vậy chừng nào chúng tôi có thể ra ngoài hả? Hả? Tôi cũng không biết, nhưng cô cứ yên tâm, tôi sẽ làm hết sức của mình. Hai người phải tin tôi. Mộ Nhi, đừng khóc nữa, hãy kiên cường lên. Xuân Trúc, chị sao vậy? Hồi nãy chị đói lắm mà, sao không ăn nữa đi? Hàm Hương, trước đây cha mẹ tôi cũng thường đưa bánh bao tôi ăn, cho nên cô mang bánh bao tới lại làm tôi nhớ đến họ. Nếu cha mẹ tôi mà biết tôi bị nhốt vào đại lao không bao giờ ra được nữa, tôi sợ cha mẹ tôi sẽ nghĩ quẩn. Sao tôi bất hiếu quá vậy nè? Đồng tiền khố, tôi thiệt sự không chịu nổi cái mùi ở chỗ này. Nếu tôi không rời khỏi chỗ này, tôi không sống nổi đâu. Lùi ra. A Mã. Nè người, A Mã của ta suốt cuộc bị bệnh gì? Tại sao liên tục bị ói? Bẩm bối Lạc gia, thiệt là kỳ lạ, mạch tượng của Dương gia rối loạn, khí huyết đi ngược. Di thần bắt mạch cho Dương gia mấy lần vẫn không tìm ra được nguyên nhân của căn bệnh. Người, ông mau nghĩ cách. A Mã của ta nhìn có vẻ khó chịu. Ồ dạ. Đồng tiên khố à, hồi nãy nhìn thấy Xuân Trúc và Mộ Nhi khóc tới như vậy, trong lòng của tôi thật sự rất khó chịu. Chuyện này cũng đành phải chịu thôi, ai kêu họ gây ra cái quả lớn tới vậy. Động tới ai không động, cứ phải động tới thái tử phi nương nương này.
Ý, đã xảy ra chuyện gì? Thấy mấy người y này đi vội vàng quá, họ định đi đâu vậy hả? Phải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? À, Tàu người y. Ê, Đồng Tiền Khô. Tàu người y, cho hỏi đã xảy ra chuyện gì? Liệt Thần Dừng mới sáng thức dậy đã ói không ngừng. Lúc nãy Trương Nghị tới chưởng đoán không tìm được nguyên nhân, vì vậy viện sứ đã đưa Liệt Thần Dừng đến Thái Y Viện và triệu tập toàn bộ người y qua đó thảo luận về bệnh tình của Dương gia. Thiệt là ngại quá, hạ quan phải đi trước. Cao Tự. Kỳ lạ thiệt, Liệt Thần Dừng sao lại vô duyên cớ mắc phải bệnh lạ này? Nôn ói không ngừng, nôn ói không ngừng. Không lẽ đã ăn nhầm phải nấm đen độc rồi hay sao? Đồng Tiên Cố, chúng ta cũng mau chóng qua đó xem thử đi. Không được đâu, những chỗ như Thái Y Viện không phải chỗ chúng ta muốn nói tới là tới. Chúng ta đừng bận tâm nhiều quá, mình đi. Ừ. Viện sư, ta hành y mười mấy năm chưa từng thấy loại bệnh này của Dương gia. Khoan đã, trên cánh tay của Dương gia nổi lên những đốm đốm màu đen. Các vị người y, có ai từng gặp triệu chứng này chưa? Ê, hình như ta thấy trong quyển sách nào đó, nhưng mà nhất thời không có nhớ ra. Hay để ta lật lại sách tìm thử xem. Vậy được, mọi người hãy mau xem thử, xem thử có bệnh tương tự như vậy không. Ờ được, đi, được, đi. Được, được, được. Mau, đi, mau, 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 mau lên. Sao lại như vậy chứ? Hey, đệ đừng có đi tới đi lui nữa có được hay không? Phiền chết đi nè. Thiệt là hết cách với cô. Đừng trách ta không nhắc nhở cô. Lát nữa nếu như cô bị người ta đuổi ra thì phải theo ta về. Được rồi, tôi đã nghe thấy rồi. Đồng Tiên Khố, tỷ đừng nói thêm nữa. Chúng ta mau qua bên đó coi thử, hả? Hàm Hương, với tình hình hiện nay, ngươi nghĩ? Ê, cái Thái, ai cho địa dẫn hội vào đây? Bối Lạc Gia, sao mọi người lại vào đại diện? Viện sứ, ta chỉ muốn vào xem tình hình của A Mã của ta rốt cuộc sao rồi. Cách Thái, Bối Lạc, bây giờ Dương gia ngoại trừ nôn mửa không ngừng, trên cánh tay lại nổi nhiều nốt màu đen. Bây giờ tôi đang lệnh cho tất cả người y lục lọi các trang sách, xem thử có thể tìm ra được phương thuốc trị bệnh hay không. Nổi những nốt màu đen? Ừ. Vậy quả nhiên là không sai, loại triệu chứng này chính là ăn phải nấm đen độc. Nấm đen độc gì? Hơi, một người lão là như vậy mà còn chịu thua hết cách. Một tú nữ như cô được ăn nói lung tung. Ta không có ăn nói lung tung. Dương gia đúng thì là ăn phải nấm đen độc. Loại nấm này chỉ có ở quê nhà của ta mới có. Người bình thường sẽ không biết nó có độc. Sau khi bất cẩn ăn phải sẽ có những triệu chứng như vậy. Ừ, vậy phải làm thế nào đi? Huynh đừng nóng lòng, chỉ cần dùng 3 trút sắc thuốc để uống thì có thể hết được bệnh này. Đừng có ra vẻ thông minh. Cô đâu phải là người y, sao chúng ta phải nghe cô? Người... Nè, A Mã. A Mã, A Mã. Viện sư, ông phải mang nguyện cách cứu A Mã. Cách Thái Bố Lạc, người có thể cho tôi chút thời gian không? Bố Lạc gia, theo tôi, mau. Hỡi. Hàm Hương, cô kéo ta ra đây làm gì? Bố Lạc gia, tôi vừa nhìn thấy triệu chứng của Dương gia, nhất định là ông đang nắm đen độc. Chuyện này không thể sai được, người nhất định phải tin tôi. Hàm Hương, cô nhúng tay vào việc này sẽ có nguy hiểm lớn lắm. Nếu bệnh ông khỏe lại không nói, lỡ như xảy ra chuyện gì khác, cô sẽ bị rơi đầu. Không có đâu, tôi hoàn toàn khẳng định. Cách Thái, Bối Lạc, Đồng Tiên Khố, hai người nhất định phải tin tôi. Tôi tuyệt đối không bao giờ hại Dương gia. Được, ta tin cô lần này. Bối Lạc gia không có đơn thuốc của ngự y, hạ quan thật sự không thể sắc thuốc bừa bãi. Sao lại cố chấp quá vậy? Ta bắt ông phải sắc thuốc thêm phương thuốc của Hàm Hương đã nói. Chỉ cần làm theo lời ta, không cần nữa thôi. Dạ.